Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine đã tụ tập bên ngoài dinh thự của Tổng thống Mỹ Joe Biden ở bang Delaware, phản đối sự ủng hộ của Mỹ đối với hoạt động quân sự của Israel chống lại phiến quân Hamas ở dải Gaza, vốn đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Trong các video được đăng tải trên mạng xã hội, đám đông người biểu tình mang theo cờ của Palestine cùng các biểu ngữ và hô vang ngừng bắn ngay bây giờ, tự do ở Palestine hay không ngừng bắn, không phiếu ủng hộ. Cuộc biểu tình diễn ra khi ông Biden đang có bài phát biểu tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington để đánh dấu ngày cựu chiến binh. Ông nói trong bài phát biểu, chiến tranh và xung đột, chết chóc và mất mát không phải là di tích của lịch sử nước Mỹ. Chúng là một phần trong câu chuyện nước Mỹ của chúng ta. Chính quyền ông Biden ngày càng phải đối mặt với sự chỉ trích về lập trường của mình đối với xung đột Israel-Hamas. Nhiều cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine đã diễn ra gần Nhà Trắng trong những tuần gần đây. Bất chấp các báo cáo cho rằng Nhà Trắng đang tích cực hỗ trợ các bên đàm phán về việc dừng bắn ngắn hạn hàng ngày ở dải Gaza để cho phép dân thường sơ tán, Tổng thống Biden vẫn nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với quyền tự vệ của Israel. Trước đó, ông Biden một lần nữa nói rằng không có khả năng đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện cho đến khi Israel thành công lật đổ Hamas. Các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine phản đối xung đột Gaza cũng diễn ra tại nhiều thành phố lớn ở châu Âu. Tại London, cảnh sát London bắt giữ 82 người để ngăn chặn đám đông phá hoại cuộc biểu tình hòa bình được xem là lớn nhất ở thủ đô nước Anh kể từ khi bắt đầu nổ ra xung đột Israel-Hamas. Cảnh sát ước tính có khoảng 300.000 người tham gia di chuyển khắp thành phố từ Hyde Park đến Đại sứ quán Mỹ cách đó khoảng 5 km. Những người bị bắt thuộc nhóm phá sự kiện, cố tiếp cận cuộc tuần hành chính. Cảnh sát mô tả những người phá tuần hành chủ yếu là côn đồ bóng đá từ khắp cả nước. Sự kiện diễn ra giữa những tranh cãi gay gắt về việc có nên cho phép tuần hành đúng dịp nước Anh tưởng nhớ những người đã hy sinh trong chiến tranh hay không. Được biết, các quan chức y tế Palestine cho biết hơn 11.000 người đã thiệt mạng trong hơn 4 tuần pháo kích và không kích ở Gaza. Các tổ chức viện trợ đã cảnh báo về một thảm họa nhân đạo sắp xảy ra khi nguồn cung cấp ngày càng cạn kiệt và hàng loạt người bị thương phải tìm cách điều trị tại một hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã vượt quá khả năng của nó. Trước đó, hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine cũng đã tập hợp tại cảng Tacoma để chặn một tàu tiếp tế quân sự mà họ cho rằng sẽ chở vũ khí từ Mỹ đến Israel. Người biểu tình lo ngại vũ khí trên tàu sẽ được Israel sử dụng trong chiến dịch chống Hamas ở dải Gaza. Ông Wasim Hay, một trong những người biểu tình ở Tacoma cho biết, "Chúng tôi muốn ngừng bắn ngay bây giờ. Chúng tôi muốn mọi người ngừng bị sát hại ngay bây giờ. Chúng tôi muốn có một cuộc kiểm tra thực sự và muốn có một hành động về chính sách đối ngoại của Mỹ, cũng như nguồn tài trợ của Mỹ dành cho Israel." Ông Hay là điều phối viên tiếp cận cộng đồng của Trung tâm Tổ chức và Nguồn lực Ả Rập, AROC, nhóm vận động tổ chức các cuộc biểu tình ở Tacoma. Ông cho biết một nguồn tin mật đã tiết lộ cho AROC rằng con tàu có tên Cape Orlando sẽ chở đầy vũ khí, thiết bị quân sự và gửi đến Israel. Tuy nhiên, kênh Al Jazeera chưa xác định được liệu con tàu nói trên có chở vũ khí tới Israel hay không. Trong khi đó, ông Jeff Jurgensen, người phát ngôn của Lầu Năm Góc nói rằng con tàu thực ra được sử dụng để hỗ trợ việc vận chuyển hàng hóa quân sự của Mỹ, nhưng ông từ chối cung cấp thêm thông tin. Ông viết trong một email gửi Al Jazeera, do lý do an ninh hoạt động, Bộ Quốc phòng Mỹ không cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc vận chuyển, di chuyển hoặc thông tin liên quan đến hàng hóa được chở trên các tàu này. Trong khi đó, người biểu tình xếp hàng ngang qua con đường dẫn đến bến cảng. Họ dương cao biểu ngữ phản đối chở vũ khí tới Israel. Đây là tuần thứ hai liên tiếp, tàu Cape Orlando phải đối mặt với những nỗ lực cản trở chuyến đi. Sau đó, khi tàu Cape Orlando cập cảng Oakland, California, ba người biểu tình đã bám vào thang của con tàu, khiến tàu phải hoãn khởi hành trong nhiều giờ. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã xử lý ba người biểu tình vì họ đã xâm phạm con tàu và cho biết ba người này đang bị điều tra vì có khả năng vi phạm luật liên bang. Một số người biểu tình đã vượt hàng rào xung quanh bến tàu mà Cape Orlando đang neo đậu, còn một số người phá hoại dây neo. Mới đây, người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Nabil Abu Rudene, đã đưa ra tuyên bố bác bỏ nỗ lực của Israel nhằm tách Gaza khỏi bờ Tây, cho rằng những nỗ lực này sẽ không mang lại an ninh và ổn định cho bất kỳ ai. Cụ thể, Abu Rudene nhấn mạnh Gaza là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Palestine thuộc thẩm quyền quản lý của Tổ chức Giải phóng Palestine PLO.
Theo ông, nỗ lực của Israel nhằm tách Gaza khỏi bờ Tây sẽ thất bại và sẽ không được phép bất kể áp lực hay mối đe dọa nào. Bên cạnh đó, người phát ngôn của Tổng thống Abbas cũng hối thúc Israel ngừng thách thức đối với người Palestine ở Gaza và bờ Tây, đồng thời kêu gọi Mỹ hành động ngay lập tức để ngăn chặn cuộc xung đột ở vùng lãnh thổ này. Ngoài ra, ông Abu Rudene còn nhấn mạnh an ninh và ổn định trong khu vực và thế giới sẽ chỉ đạt được bằng cách chấm dứt ách chiếm đóng của Israel và thành lập một nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967. Ngoài ra, Tổng thư ký Ủy ban điều hành PLO Hussein Asek đã chỉ trích tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với Gaza sau khi cuộc xung đột hiện nay kết thúc. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng những cuộc tấn công của phong trào Hamas nhằm vào Israel không thể biện hộ cho chính sách trừng phạt tập thể của Israel đối với người Palestine. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN, Tổng thư ký Guterres cho rằng không thể lấy những hành động mà lực lượng Hamas đã thực hiện làm lý do để trừng phạt tập thể đối với nhân dân Palestine. Bên cạnh đó, ông Guterres cho biết đã có 101 nhân viên Liên Hợp Quốc thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan mới đây nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các cơ chế hiệu quả nhằm ngăn chặn các hoạt động quân sự tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của người Palestine và tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường. Tuyên bố này được Hoàng tử Faisal bin Farhan đưa ra trong cuộc điện đàm với đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU, ông Josep Borrell. Hai quan chức đã thảo luận về những diễn biến mới tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine. Trong đó, ông Faisal bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở dải Gaza. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng quốc tế trong vai trò ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel buộc người Palestine phải di rời khỏi dải Gaza, vi phạm luật nhân đạo và các chuẩn mực quốc tế. Chuyến bay thứ tư chở hàng cứu trợ của Ả Rập Xê Út dành cho dải Gaza đã tới sân bay quốc tế En Arish của Ai Cập. Chiếc máy bay này chở 35 tấn hàng cứu trợ khác nhau, bao gồm lương thực và lều trú ẩn. Hoạt động này nằm trong chiến dịch gây quỹ nhằm giúp đỡ người dân Palestine ở dải Gaza do quốc vương Ả Rập Xê Út Salman và thái tử kiêm thủ tướng Mohammed bin Salman khởi xướng. Theo truyền thông của Ả Rập Xê Út, lô hàng viện trợ này thể hiện lập trường của Ả Rập Xê Út luôn sát cánh cùng người dân Palestine trong cuộc khủng hoảng nhằm vượt qua thời điểm khó khăn hiện nay. Trước đó, khi tình hình xung đột ngày càng trở nên căng thẳng, cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Volker Turk nhấn mạnh Israel phải lập tức thực hiện các biện pháp để bảo vệ người Palestine ở bờ Tây, trong bối cảnh họ đang trở thành mục tiêu của các vụ bạo lực kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Amman, Jordani, ông Turk nêu rõ người Palestine tại bờ Tây đang hứng chịu bạo lực do các lực lượng và người định cư Israel gây ra, cũng như các hành vi xúc phạm, ngược đãi, bắt giữ, đuổi khỏi nhà và đe dọa. Cao ủy Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, trước khi xung đột giữa Hamas và Israel gia tăng, người Palestine tại bờ Tây đã hứng chịu một năm đẫm máu nhất từ trước đến nay với khoảng 200 người thiệt mạng. Theo đó, ông Turk kêu gọi chính quyền Israel lập tức áp dụng các biện pháp bảo vệ người Palestine tại bờ Tây. Bạo lực gia tăng tại bờ Tây làm dấy lên lo ngại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng này có thể trở thành khu vực xung đột tiếp theo sau dải Gaza và vùng biên giới phía bắc Israel, nơi đang xảy ra giao tranh với phong trào Hezbollah tại Liban. Ngoài ra, trang Press TV của Iran dẫn lời Ngoại trưởng nước này Hossein Amir Abdullahian trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Qatar Mohammed bin Abdurrahman Al-Thani nhận định xung đột giữa Israel và Hamas lan rộng là không thể tránh khỏi. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Abdullahian cho rằng bạo lực nhằm vào dân thường ở Gaza ngày càng tăng nên nguy cơ xung đột mở rộng là điều không thể tránh khỏi. Tờ Telegraph của Anh đánh giá người dân địa phương đang cho rằng ít nhất một phần nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo bởi các cuộc không kích của Israel là do lực lượng Hamas tiến hành cuộc tấn công hôm 7 tháng 10. Hãng thông tấn AP của Mỹ dẫn lời nhân chứng cho biết một người dân Gaza đã dùng ghế đập vào đầu sĩ quan Hamas sau khi bị ông này mắng vì cố gắng chen vào hàng người xếp hàng mua bánh mì. Trong cuộc họp báo trên truyền hình hôm 7 tháng 11, một thanh niên với cổ tay bị băng bó đã chen qua đám đông để làm gián đoạn bài phát biểu của ông Yas Bozum, người phát ngôn cơ quan nội vụ do Hamas điều hành. Anh ta hét lên, lắc bàn tay bị thương của mình và nói rằng Hamas cần chịu trách nhiệm. Theo Telegraph, sự tức giận đối với lực lượng Hamas không đồng nghĩa với việc người dân Gaza thông cảm với Israel. Trước đó, cơ quan y tế tại dải Gaza cho biết, kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát cách đây hơn một tháng, số người Palestine thiệt mạng hiện đã tăng lên 11.078 người. Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel đã điều chỉnh số người thiệt mạng bên phía Israel do xung đột xuống 1.200 người từ thông báo 1.400 người trước đó.
Israel đã cắt nước cung cấp cho Gaza vào tháng trước, đến khi nước bắt đầu chảy lại. Việc thiếu nhiên liệu trong máy bơm khiến các vòi nước gần như cạn kiệt. Người dân Gaza giờ đây phải chờ hàng tiếng đồng hồ để có được ít nước, hoặc chịu rủi ro sử dụng nước từ giếng không được lọc, có thể gây bệnh nghiêm trọng. Với việc hàng trăm người di rời thường dùng chung một nhà vệ sinh, các bệnh như ghẻ và tiêu chảy đang lan rộng. Suzanne Wahidi, một bà mẹ 5 con tại nơi trú ẩn của Liên Hợp Quốc ở thị trấn trung tâm Day al-Balas, thổ lộ: "Các con tôi khóc vì đói, mệt và không thể sử dụng nhà vệ sinh. Tôi chẳng có gì cho chúng cả." Đối với nhiều người dân Gaza, cuộc sống hàng ngày giờ đây chỉ là những hàng dài xếp hàng mua nước và bánh mì. Nhiều người dân tại Gaza cho biết họ chỉ có một bữa ăn mỗi ngày. Thường thì nó chủ yếu được làm từ thực phẩm khô như chè là và bánh quy, cùng với sản phẩm tươi sống như sữa, trứng. Aria Zaki, người phát ngôn của chương trình Lương thực Thế giới WFP của Liên Hợp Quốc cho biết, có mối đe dọa thực sự về tình trạng suy dinh dưỡng.